And the next final match in the red corner. Trước đó thì đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng của Thu Nghĩa sau khi đánh bại Mohamed Nasir. Việt Nam góp tay đỏ. Đây là Phương Nam, đại diện của Việt Nam sẽ đứng ở góc đài đỏ. And the blue corner, Adilan Kemen from Thailand. Góc đài xanh, Chairman. Xin mời vận động viên đội tuyển Thái Lan góc đài xanh. Calling for blue and red corner into the arena now. Một ngày mà đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều tấm huy chương vàng khi mà chúng ta có đến 6 cơ hội giành vàng ở Pencastilat ngày hôm nay. Nét mặt của Chemay có vẻ hơi căng thẳng. Trọng tài đang làm các thủ tục về các đòn đánh cấm sẽ không được sử dụng. Hiệp bắt đầu. Không thành công. Đòn đánh mang lại điểm số cao cho Phương Nam, gạt ngã đối phương. Chúng ta có được 3 điểm với đòn vừa rồi của Phương Nam. Thêm một điểm số nữa. Bây giờ điểm số là 5. Đoạn chân tốt của Phương Nam. Dường như là đã có một đòn đánh sai luật đến từ Phương Nam. Đòn đá đã trúng vào phần mặt của
Chamay. Sẽ bị cảnh cáo với đoạn vừa rồi. Rất may là Chang Mei vẫn tiếp tục thi đấu được. Các cổ động viên tại nhà thi đấu Bắc Tư Liêm đã chờ đợi những khoảnh khắc mà chúng ta gạt qua ngày hôm nay, và họ đang cổ vũ hết sức nhiệt tình. Thi đấu sẽ tiếp tục. Không có lời cảnh cáo nào. Đó là quyết định cuối cùng của ban trọng tài. Và lợi điểm thì vẫn đang thuộc về cho Phương Nam. Một đòn gạt không chính xác của Phương Nam. Dropping verification for red or blue. Trọng tài đã không công nhận tình huống vừa rồi. Lợi điểm vẫn đang thuộc về cho Phương Nam.
trọng tài công nhận đập ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Ba điểm cho Trang Mây. Vận động viên của Thái Lan đang có được những điểm số liên tiếp. Thêm là những điểm số của Chairman. Phương Nam dường như đang bị tâm lý. Thêm một tình huống mà Chairman chơi tốt nữa. Phương Nam đã bị cuộc ngã liên tục. Đã có những sự lúng túng đến từ Phương Nam. Hiệp một đã kết thúc với lợi thế nghiêng về cho Chairman. Vận động viên của Thái Lan ở trong giai đoạn cuối thì liên tục những đòn quật ngã của Chairman giúp cho vận động viên này ghi những điểm số liên tục và vượt lên. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Round 2. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 2. Trọng tài công nhận đòn đánh thuộc về cho Phương Nam. Trọng tài công nhận đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Liên tục là những tình huống có điểm của Phương Nam. Ba tình huống quật ngã liên tiếp, những điểm số hết sức quan trọng của Phương Nam, kèm theo đó là những đòn chân. Phương Nam đã ghi được 25 điểm. Lần này đòn đánh ngã thuộc về cho Chairman. Tiếp tục là những điểm dành cho Chairman. Nilai jatuhan untuk sudut biru.
trong tay góc nhà đó ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Điểm vừa rồi dành cho Sherman. Cú gạt chân trước đó của Phương Nam chưa hoàn hảo. Đoạn đẹp của Sherman. Bây giờ đang rất kịch tính, rất xích sao. Đoạn này được công nhận dành cho Phương Nam. Trọng tài công nhận đoạn ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Hết giờ. Đến lúc này Việt Nam 37 và đối phương là 33. Một hiệp hai mà Phương Nam đã chơi rất tốt với những pha quật ngã đối phương liên tiếp. Đó là những đòn giúp cho Phương Nam đảo ngược thế cờ sau khi bị dẫn sau hiệp 1. Hiệp thi đấu 3 bắt đầu. Round 3. Trong tay góc nhà đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Đòn đánh vừa rồi được công nhận cho Chairman. Rất kịch tính trong hiệp thi đấu quyết định, hiệp cuối cùng của trận chung kết này ở hàng cân 60-65kg.
Phương Nam đang mất sự bình tĩnh. Và Chairman đang liên tục có được những điểm rất quan trọng và lúc này anh đang rất tự tin. Có vẻ như những cú ra đòn không thành công của Phương Nam khiến anh bị giảm thể lực hơi nhanh. Trọng tài công nhận nó ngã cho vận động viên góc đây đỏ. Và Lindstrom red corner. Phương Nam rất mệt. Điểm rừng đang rất đều nhau. Đang là 48-48. Và trận đấu chỉ còn vài giây thôi. Sẽ là những đòn quyết định mang về chiến thắng quyết định. Như vậy là Phương Nam đã bị trừ một điểm. Phương Nam bị trừ một điểm rồi. Để cho đối phương vượt lên. Và huấn luyện của Phương Nam và của Việt Nam cho rằng Đài Xanh là chairman đã đẩy. Phương Nam đã gặp bất lợi ở trong giai đoạn cuối của hiệp 3 với việc bị khiển trách. Trước đó thì Phương Nam đã bị trừ một điểm và rơi xuống điểm số 47. Các diễn biến ở hiệp 3, Phương Nam đang thể hiện không tốt. Anh đã để cho Chairman có được những điểm liên tục. Chỉ tiêu của Pankasilat là sẽ dành từ 5 cho tới 6 huy chương vàng cho đoàn thể thao nước nhà. Quyết định sắp sửa được đưa ra từ ban trọng tài.
Thời gian này không còn nhiều cho Phương Nam. Và các chiêu hãy cùng chờ xem quyết định. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quyết định cuối cùng của tên trọng tài. Đó là đòn được công nhận bởi Phương Nam là chairman. Năm mươi bốn bảy. Rất tốt. Trọng tài công nhận là đánh ngã cho vận động viên góc này. 50 điều. Valin draw for the red corner. Hết sức căng thẳng ở giây cuối cùng của trận chung kết này. Phương Nam đang cố gắng áp sát. Hết giờ, tất cả hòa nhau một điểm số 50 điều. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Quý vị, có lẽ chiến thắng đã thuộc về cho vận động viên của Thái Lan Chairman. Hết sức kịch tính. Vận động viên góc đại xanh giành thắng cuộc. Congratulations at last 62-65 kg. Rồi đáng tiếc cho Phương Nam. Một chiến thắng đầy cảm xúc của Thái Lan Chairman. Mình phải công nhận là Phương Nam đã có một khoảng thời gian giây phút ở trong hiệp đấu thứ ba chơi chưa tốt để cho đối phương vượt lên. Theo quy định của Pekasilat thì nếu như cả hai vận động viên bằng điểm với nhau thì vận động viên nào có tổng số điểm phạt ít hơn sẽ giành chiến thắng. Và Phương Nam của chúng ta thì đã bị khiển trách ở đấu hiệp 3. Chính vì chiến thắng đã thuộc về cho chairman của Thái Lan đầy cảm xúc và cũng rất đáng tiếc cho Phương Nam.